Chủ tịch Quốc hội không loại trừ tình trạng lợi dụng lòng yêu nước của người dân. Trước chương trình họp chính thức, sáng ngày 11 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đứng lên kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin tụ tập đông người tại một số nơi. Mặc dù theo kế hoạch chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, ngày 15 tháng 6, Quốc hội mới thông qua dự án Luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tuy nhiên, sáng nay ngày 11 tháng 6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6, tháng 10 năm 2018. Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết việc lùi dự án này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ngày hôm qua đã có những hành động quá khích, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, qua đây thấy việc Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường này đã lan tỏa ra cuộc sống. Chỉ đáng tiếc, vấn đề này đã bị nhân dân ngộ nhận hiểu lầm, nên đã có những hành động quá khích. Không loại trừ sự yêu nước của người dân đã bị lợi dụng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, Quốc hội kêu gọi nhân dân, đồng bào cả nước, hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt những dự án luật. Quốc hội đang thảo luận, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nói. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, bản thân bà cũng nhận được thư của đại biểu Quốc hội, rất tâm huyết, rất có trách nhiệm. Tôi cho là chúng ta có nhiều hình thức góp ý. Và những phát ngôn của chúng ta, đừng tạo ra thêm sự ngộ nhận, hiểu lầm lần nữa. Và sự ngộ nhận đó, lan ra ngoài xã hội, thì ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của đất nước, chứ không phải chúng ta nói để được. Rất mong trong phiên họp sáng nay, chúng ta phải dừng lại để tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân. Cũng xin báo cáo với Quốc hội để chúng ta thấy được trách nhiệm của Quốc hội, trách nhiệm của từng đại biểu và từng cử tri khi bàn bạc nhận xét một quyết định mà Quốc hội đang làm việc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. Giờ hoàn thiện luật đặc khu. Đánh giá cao quyết định trình Quốc hội xem xét lùi thông qua dự án luật về đặc khu kinh tế, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia kinh tế còn góp ý thêm các vấn đề để dự luật tương lai hoàn thiện hơn. Theo tin từ Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội, sáng ngày 9 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, gọi tắt là luật đặc khu, trong kỳ họp thứ 5 đang diễn ra sang kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào tháng 10 năm 2018. Cầu thị và tôn trọng nhân dân. Đáng lưu ý, sau khi tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự án luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn cho thuê đất tại đặc khu có thể kéo dài tới 99 năm. Khẳng định dự án luật đã được xây dựng công phu kỳ lưỡng nhằm thể chế hóa nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng 3 đặc khu, tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng, có tính đột phá, có sức lan tỏa lớn. Song Chính phủ cũng cho rằng lùi thông qua dự án luật để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện. Chính phủ đánh giá việc này nhằm đảm bảo dự án luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu nguyện vọng của đại biểu và nhân dân, xây dựng thành công 3 đặc khu giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, Phú Yên bày tỏ sự vui mừng khi Chính phủ Quốc hội đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân bằng tâm thế rất cầu thị và tôn trọng nhân dân. Đây là tín hiệu rất tốt, hy vọng người dân sẽ phần nào yên tâm, tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới. Một đạo luật khi được thông qua có thể không nhận được sự thống nhất tuyệt đối, nhưng nhất định phải đạt được sự đồng thuận cao, hài hòa giữa ý chí của nhân dân với ý chí của Đảng và Nhà nước. Bởi lẽ, nhân dân là một bộ phận xã hội có tính phản biện sâu sắc nhất về luật và chính sách. Bà Hiền nói và cho biết đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về dấu hiệu tham nhũng chính sách ngay từ khâu tham mưu soạn thảo luật. Đại biểu tỉnh Phú Yên thừa nhận rằng nếu không sáng suốt nhận diện và đón nhận những ý kiến phản biện khoa học dẫn đến luật ban hành sai, không hài hòa lợi ích thì trách nhiệm đầu tiên chính là Quốc hội và từng đại biểu. Có những dự luật trình ra nhiều kỳ họp vẫn khiến dư luận dậy sóng, làm cho cá nhân tôi cũng như nhiều đại biểu khác rất băn khoăn, nghi ngại trong việc tham mưu xây dựng luật.
Tôi cho rằng đại biểu không thể cho phép mình bỏ qua những yêu cầu quan trọng trong quá trình tham gia xây dựng luật nếu xem nhẹ việc bấm nút biết đâu sẽ gây ra nguy hại cho xã hội, cho đất nước, đại biểu Hiền bày tỏ. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, An Giang nhận định, Thủ tướng dù đang ở Canada nhưng với quyết định ban hành vào sáng cuối tuần đã chứng tỏ tiêu chí mà ông định hướng cho nhiệm kỳ của mình, đó chính là một chính phủ hành động sau khi đã lắng nghe các ý kiến trái chiều. Một quyết định rất hợp lý và tôi đánh giá cao. Lo địa phương đua đòi đặc quyền. Dưới góc độ chuyên gia, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đánh giá quyết định của chính phủ là bước đầu hy vọng, tích cực cho quá trình sửa đổi luật và tiến tới sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Góp ý không nên ban hành luật cho ba đặc khu cụ thể bởi tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến bất ổn và khó quản lý với nền kinh tế. Luật là ban hành cho cả nước, cho toàn thể công dân, chứ không có luật cho địa phương riêng. Chúng ta có luật cho ba đặc khu thì có nguy cơ tiếp theo sẽ có cuộc đua đòi đặc quyền của nhiều địa phương. Đây là nguy cơ lớn sẽ phá nát nền kinh tế của chúng ta, chỉ nên ban hành luật chung về đặc khu, sau đó cho ra nghị quyết của Quốc hội vận dụng ba đặc khu này, ông Doanh phân tích. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng đặc khu muốn phát huy tác dụng thì phải đưa ra được một thể chế vượt trội, thể hiện tính chuyên nghiệp năng động và phù hợp với những hiệp định thương mại tự do đã ký kết, trong đó đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, sự công khai minh bạch. Vị chuyên gia thẳng thắn chỉ rõ sức hút thể chế đáng kỳ vọng đó lại không được quy định tại dự luật này mà thay vào đó là đưa ra sự hấp dẫn bằng những ưu đãi thuế, đất đai, ưu đãi những cái cụ thể như thế thì nhà nước thiệt, trong khi thu hút được gì thì chưa rõ, tiến sĩ Lê Đăng Doanh băn khoăn. Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng xem xét thêm dự luật trong 6 tháng không quan trọng bằng việc nhận diện và khắc phục các vấn đề còn hạn chế. Mục đích của việc làm đặc khu là tạo ra đột phá cho tăng trưởng theo nghĩa, dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, sáng tạo và thể chế, qua đó có sức lan tỏa. Tuy nhiên, việc thể hiện cụ thể như nào lại chưa rõ, ông Thành nhận định. Theo ông Thành, ngoài việc lựa chọn vị trí đặc khu, vẫn còn 3 vấn đề cần hoàn thiện trên cơ sở tham vấn trao đổi. Thứ nhất, phải xác định và quản lý được vấn đề tự do hóa và dịch chuyển nguồn lực tại đây. Thứ hai, về thể chế thực thi cần xác lập nguyên tắc minh bạch nhanh gọn để dễ đồng thuận trong cấu trúc quyền lực, công tác giám sát dịch vụ công và chính quyền số. Thứ ba, liên quan đến ưu đãi cho nhà đầu tư, tiến sĩ Võ Trí Thành chỉ rõ ưu đãi chúng ta đưa ra dựa quá nhiều vào thời hạn thuê đất, thuế và cho rằng nên có quy định gắn liền ưu đãi dựa trên kết quả kinh doanh. Nhưng trên hết, vấn đề an ninh quốc phòng là nguyên tắc số 1, ông Thành đặc biệt lưu ý. Bình Dương tạm giữ hai đối tượng kêu gọi biểu tình trái phép. Ngày 9 tháng 6, Cơ quan Điều tra An ninh tỉnh Bình Dương tạm giữ Trần Minh Huệ và Nguyễn Đình Thành để điều tra xử lý về hành vi in ấn và phát tờ rơi kêu gọi người dân biểu tình trái phép. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết lợi dụng việc Quốc hội đang thảo luận về quy định cho thuê đất 99 năm để làm đặc khu kinh tế, hai đối tượng ở tỉnh Bình Dương đã in nhiều tài liệu tờ rơi với mục đích sai trái, xuyên tạc, kêu gọi người dân biểu tình trái phép, ảnh hưởng đến trật tự an ninh chính trị trên địa bàn. Ngày 9 tháng 6, Cơ quan Điều tra An ninh tỉnh Bình Dương tạm giữ Trần Minh Huệ, sinh năm 1981, quê ở Thanh Hóa, thường trú tại khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1991, quê ở Nghệ An, thường trú Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, để điều tra xử lý về hành vi in ấn phát tờ rơi kêu gọi người dân biểu tình trái phép. Tại thời điểm bắt quả tang hành vi nêu trên, đối tượng Trần Minh Huệ đang thực hiện rải phát tờ rơi tại khu vực khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An. Công an thu giữ được hàng ngàn tờ rơi với nội dung kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế. Kiểm tra nơi cư trú của Huệ, công an còn thu giữ được nhiều tài liệu máy móc liên quan đến hành vi phạm pháp của Huệ.
Sau khi bị cơ quan an ninh điều tra tạm giữ, Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là theo sự chỉ đạo của các tổ chức phản động bên ngoài qua mạng xã hội, Internet, đồng thời nhận thức được việc làm vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết của mình. Cũng trong ngày 9 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ và mời một số đối tượng có hành vi căng băng rôn lợi dụng lôi kéo người dân tham gia biểu tình. Qua sự việc này, người dân cần hết sức cảnh giác, không mắc mưu các thế lực xấu, lợi dụng tình cảm yêu nước chân chính của nhân dân để kích động các hoạt động tập trung đông người gây mất trật tự công cộng, vi phạm pháp luật. Hiện các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố liên quan điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời ngăn chặn các hành vi tương tự có thể xảy ra.